livestream bán hàng ngày càng trở thành xu hướng, đánh dấu sự nở rộ của loại hình thương mại điện tử và thói quen mua hàng trên mạng đã trở nên thông dụng với nhiều người dân. Chính vì thế, đây cũng là miền đất hứa cho hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng trốn thuế, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng. Chỉ cần dạo trên mạng xã hội vào bất kỳ khung giờ nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp những hoạt động livestream bán hàng thế này. Chị Thúy vốn là nhân viên văn phòng, 3 năm trở lại đây liên tục giờ nghỉ trưa nào, chị cũng tranh thủ mua sắm những hội nhóm livestream trên Facebook. Chị cho biết, với cách này, chị tiết kiệm được thời gian đi lại và nhiều lựa chọn hơn, nhưng cũng không ít lần mua phải những sản phẩm kém chất lượng. Cái nhược điểm của nó ấy, đó là xem livestream mà mình không đến tận nơi xem được, là mình đã dính phải mấy cái trường hợp nhá, là mua về rồi nhưng mà cái sản phẩm ấy nó lại không đúng với ở trên trang mà các bạn ấy đã quảng cáo. Tôi thì tôi hay xem livestream á, với cả cũng hay đặt hàng trên mạng thì cảm thấy là đôi khi là cũng có những cái tốt và cũng có cái không tốt. Theo một thống kê, thị trường Việt Nam có khoảng 2,5 triệu phiên livestream bán hàng mỗi tháng trên các kênh trực tuyến với sự tham gia của 50.000 nhà cung ứng sản phẩm. Liên tiếp thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều kho hàng kinh doanh hàng giả hàng nhái không đăng ký kinh doanh thương mại mà chủ yếu qua hình thức livestream bán hàng với quy mô lớn. Gần đây nhất trong ngày 16 tháng 3 vừa qua, một kho mỹ phẩm lớn với lượt tương tác hàng nghìn view mỗi lần livestream đã bị phát hiện. Những sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ, được quảng cáo nhập từ Anh, Nhật, nhưng vỏ thùng ghi rõ Made in China. Có thể thấy, livestream rất thu hút đông đảo người tiêu dùng là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng lừa đảo kinh doanh các mặt hàng cấm, hàng nhái, hàng giả khi luật pháp vẫn còn chưa có chế tài xử phạt rõ ràng. Chưa kể nhiều khách hàng sập bẫy lừa tiền khi mua hàng qua các hình thức livestream. Xuất hiện trên các cái trang mạng mà xã hội cũng như là các livestream bán hàng như vậy, cái số lượng những người tiêu dùng cũng đã bị sa vào những cái bẫy như thế rất là nhiều. Nên là vừa rồi chúng tôi cũng đã nhiều các biện pháp thông tin tuyên truyền để cho người tiêu dùng thông thái hơn và cũng không nên tham gia vào các cái hoạt động mua bán trên mạng mà những cái mạng xã hội hoặc là những cái mạng mà chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép. Kinh doanh qua mạng thì thường không có đăng ký kinh doanh, cũng như hàng hóa thì không có đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Để đảm bảo cái việc trên thì đội quản lý trường 17 của Cục Quản lý trường Hà Nội tăng cường phối hợp với các đơn vị công an an ninh mạng. Không thể phủ nhận những hiệu quả tích cực mà hình thức bán hàng mới này đem lại. Tuy nhiên, livestream cũng đã bộc lộ những lỗ hổng về chất lượng hàng hóa, đặc biệt đối với những sản phẩm được bán trên mạng xã hội chưa qua kiểm duyệt của các sàn thương mại điện tử và cơ quan chức năng. Đây là vấn đề nan giải mà cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, nhưng dường như chỉ như ném đá ao bèo trước sự nở rộ không ngừng của loại hình này.